Chương 7. Teresa vào dòng kín. Thứ hai, ngày 9 tháng 4 năm 1888 là ngày con được vào dòng kín. Hôm ấy nhà dòng mới mừng lễ truyền tin mùa chay hoãn lại. Tối trước ngày biệt ly, toàn thể gia đình họ hàng bà con thân thuộc cùng ngồi quây quần một mâm cơm. Con là người ăn bữa sau hết. Trong bữa cơm dã này, đã nói biết bao lời chia biệt não nùng, thương nhớ. Ai ai cũng cố ý gượng vui cho quên sầu, thì ai ai cũng cứ bật miệng ra những lời từ giã thân thiết quá, đau đớn quá. Thành thử lòng càng thêm xót, ruột càng thắt chặt, cảnh biệt ly càng thêm lai láng. Sáng ngày sau, xót, ruột càng thắt chặt, cảnh biệt ly càng thêm lai láng. Sáng ngày sau, lúc còn tinh sương, con đưa mắt nhìn trại bui son nest, nhìn tổ êm ấm đã nằm bấy lâu lần sau hết rồi bước ra đi về phía nhà kín. Những thân tình cốt nhục đã đến hợp mặt lần sau hết tối qua, sáng nay cũng đi xem lễ hết và ngồi chung quanh con. Khi lên chịu lễ, con nghe lòng sầu bi ai nấy đều nức nở. Riêng con không rơi hạt nước mắt nào. Nhưng đến lúc phải đứng lên đi lại phía vào nhà trong, trái tim con rung động mạnh mẽ quá. Con đã hỏi mình là giờ chết chăng? Chao ôi! Giây phút quá nghiêm trọng. Lòng đau dường bằng đoạn. Con quỳ xuống trước mặt cha, xin người chúc lành cho con. Cha cũng quỳ xuống vừa chúc lành vừa nức nở khóc. Hạt châu lệ tầm tã như mưa. Thật là bức phong ai xem cũng phải chạnh lòng. Các thiên thần nhòm xuống không thể nhịn cười. Ông già râu tóc trắng xóa đem con gái đang xuân mơn mởn tế lễ Chúa. Khi con vừa bước vào trong, cửa nhà dòng liền đóng sập lại. Đồng thời các chị yêu dấu chạy đến hôn con âu yếm lắm. Rồi cả chị em nhà dòng cùng đến ôm con mừng rỡ chí thiết. Ngoài thế gian khó có mối tình thân ái chân thành và yêu thương dường ấy. Thế là mong đợi đã qua. Bao nhiêu mong ước đã thành sự thật. Khi ấy linh hồn con cảm thấy bình an thư thái dịu dàng man mác, tỏa trong khắp mình, không thể nói được. Đã ngót 9 năm nay sự bình an ấy hằng vẫn ở trong mình con. Cả những lúc gian truân khổ sở rất mực, lòng con vẫn thấy nhẹ nhàng bình tĩnh. Vào nhà dòng, con thấy mọi cái mọi vui. Con ngờ mình đã đi đến một cảnh rừng thanh vắng. Cái phòng nhỏ con ở càng làm con vui thích. Nhưng thưa mẹ, con nhắc lại, hạnh phúc của con đây rất phẳng lặng yên hàn. Dường như ngọn gió nam nhẹ đưa chiếc thuyền con lướt trôi trên mặt nước lặng như tờ mà không làm gợn sóng lăn tăn. Vòm trời xanh của con cũng chẳng thấy mảnh mây nào vẩn vơ trôi. À, gian nan sinh hạnh phúc. Nay con thấy mình được thưởng trọng hậu lắm. Con rất vui mừng khoan khoái mà nhắc lại lời này. Dạy tôi được ở đây cho đến chết. Những gian nan đầu tiên, hạnh phúc của con chẳng như mây tỏa khói tan. Có đấy rồi lại mất đấy. Cũng chẳng bày xóa như những sự háo hức buổi đầu. Háo hức? À, Chúa đã thương chẳng để con phải tính háo hức. Trước con đã tưởng tượng nhà dòng làm sao, giày con cũng nhận thấy như vậy. Không một hãm mình phạt xác nào phép dòng dạy làm mà con bỡ ngỡ và thưa mẹ. Mẹ đã biết đấy. Khi con mới vào dòng, con đã dẫm bước phải nhiều chông gai hơn là gặp hoa đẹp. Trước hết,
hơn là gặp hoa đẹp. Trước hết, linh hồn con phải khô khan cay cực như của nuôi mình hàng ngày. Đoạn Chúa để mẹ bề trên xử với con rất thẳng nhặt mà chính người cũng không ngờ. Chẳng lần nào con gặp người mà không bị một vài lời quở trách. Con nhớ một lần quét nhà để sót màng nhện trong hiên. Người đã trách con trước mặt chị em rằng ai chẳng biết trẻ 15 tuổi đã quét nhà. Thật là tội nghiệp. Thôi, con đi nhặt màng nhện ấy đi. Và từ giày phải làm kỹ lưỡng hơn. Thẳng hoặc khi có việc phải lên người từng giờ, con cũng bị mắng hầu cả giờ. Nhưng cái khổ ấy chưa bằng cái khổ con không biết cách phải sửa mình làm sao. Thí dụ, sửa tính chậm chạp. Giờ, con cũng bị mắng hầu cả giờ. Nhưng cái khổ ấy chưa bằng cái khổ con không biết cách phải sửa mình làm sao. Thí dụ, sửa tính chậm chạp. Sửa thói ít nhiệt thành trong các việc phải làm. Một ngày kia, con đã nghĩ có khi người muốn con dùng những giờ thong dong mà con thường đọc kinh để làm việc chăng nên con cứ cắm đầu ngồi khâu vá. Chẳng ngẩng mặt lên chút nào. Cũng chẳng để ai biết. Con chỉ cốt ở sao cho trung thành như tôi ngay con thảo. Con chỉ muốn làm việc để một mình Chúa biết. Trong kỳ thử, chiều nào cũng 4:30, mẹ coi nhà tập sai con ra vườn làm cỏ. Làm cỏ thì khó gì. Nhưng cái khó cho con là ra được tới vườn. Hầu như lần nào cũng gặp mẹ tập tành chi mà ngày nào cũng phải cho đi chơi thế này. Ấy trong bất cứ việc gì, người cũng xử với con như thế. Ôi! Mẹ yêu dấu, con phải đội ơn Chúa dường nào. Người đã thương cho con được giáo huấn một cách rất nghiêm khắc, rất quý hóa. Đó là ơn vô giá. Giả như con được chiều chuộng như quý vật trong nhà dòng theo như người đời nghĩ, thì làm sao? Có lẽ con không còn biết nhìn nhận các bề trên là kẻ thay mặt Chúa, một trông như người thường. Và chút công phu giữ lòng son sẻ bấy lâu ở thế gian, khéo đã phải vương vấn trong chốn viện tu cũng chưa biết chừng. Phúc cho con! Tai nạn ấy, con đã được đề phòng rất chu đáo, tư trầm phiền vừa kể. Còn nhiều nỗi gian nan cay cực hơn nữa. Sự đau khổ đã bắt tay con ngay từ lúc bước chân vào dòng. Nhưng càng gian nan, lòng con càng ham chịu khó, càng phải uống chén đắng. Lòng mến Chúa càng thấy ngon ngọt. Lập trường mà con quyết thi hành trong dòng kín, con đã công khai trong bản dự án đại thể thảo sẵn trước ngày lễ khấn rằng: tôi vào dòng để lo cho kẻ tội lỗi ăn năn trở lại, nhất là cầu nguyện nhiều cho hàng giáo sĩ nên chọn lành thánh thiện. Khi ai muốn đạt tới đích kỳ vọng, dĩ nhiên người ấy phải dùng phương thế. Đức Chúa Giêsu đã cho con biết phương thế cứu vãn các linh hồn là thánh giá. Cho nên càng gặp nhiều thánh giá, lòng ái mộ chịu đau khổ của con càng thánh giá. Lòng ái mộ chịu đau khổ của con càng thêm nồng nàn hăng hái. Trong 5 năm vừa qua, con đã bước đi đường ấy. Con đi thì con biết, chớ chẳng ai biết con đi. Ấy chính là một hoa mọn mọc nơi xó xỉnh chẳng ai thèm để ý mà con muốn dâng tiến Chúa đấy. Hoa mọn này có chút hương thơm nào, chỉ bốc theo đường thẳng lên trời thôi. Con vào dòng mới được 2 tháng. Cha Pichon dòng tên đã phải ngạc nhiên về cách Chúa hoạt động trong linh hồn con. Cha tin tưởng vào lòng sốt sáng ngây thơ của con và đường lối rất êm dịu con đi. Giả như khi ấy con biết cởi mở tâm hồn cùng người cách dễ dàng, hẳn là lòng con đã được an ủi biết chừng nào. Tuy nhiên con đã được đồng trinh,
các thiên thần và các thánh nam nữ rằng: Con chưa phạm tội trọng nào bao giờ. Con hãy đội ơn Chúa vì ơn rất trọng ấy. Thật chẳng phải bởi công lên con. Ôi! Con vẫn tin tưởng thế. Con chẳng có công lên gì. Lại còn hèn sức yếu đuối là khác. Lòng con duy chỉ có đầy sự nặng nghĩa tri âm mà thôi. Xưa nay con những lo sợ hoặc đã làm hoen ố áo trắng sạch phép rửa tội. Dày thấy chính miệng đấng chỉ dẫn linh hồn vừa thông thái, vừa nhân đức như mẹ thánh Teresa ước ao, phân phó cho thế. Con nghe như chính Chúa phán. Cha lại bảo con rằng: Hỡi con hãy lấy Chúa làm bề trên, làm thầy dạy. Coi sóc con hằng hãy lấy Chúa làm bề trên, làm thầy dạy. Coi sóc con hằng ngày. Chính thế, Đức Chúa Giêsu chẳng những là bề trên là thầy lại là cha linh hồn con nữa. Nhưng không vì đó mà con nói như mình chẳng muốn tỏ linh hồn cho các bề trên biết đâu. Trái lại, con chẳng giấu giếm gì sự thể linh hồn con. Con vẫn mở lòng con như cuốn sách mở để các bề trên xem xét. Mẹ coi sóc chúng con hồi ấy, đáng là vị đấng thánh, là kiểu mẫu cụ thể về chị em dòng kín đời xưa. Con không lìa người lúc nào, vì hằng được tập việc với người. Lòng tốt người đối với con thật không thể nói hết. Con yêu mến người lắm, kính phục lắm. Nhưng linh hồn, vì hằng được tập việc với người. Lòng tốt người đối với con thật không thể nói hết. Con yêu mến người lắm, kính phục lắm. Nhưng linh hồn con không cởi mở được. Khi ấy con chẳng biết bày tỏ linh hồn làm sao. Muốn nói mà nói không ra. Nên việc chỉ dẫn linh hồn con đã thành một hình khổ, một ách nặng. Có một mẹ như hiểu thấu nỗi lòng con. Ngày kia đang buổi chơi, bảo con rằng: Con ơi, xem ý ra con chẳng có gì đáng tỏ cùng các bề trên. Thưa mẹ, sao mẹ lại nghĩ thế? Mẹ thấy linh hồn con đơn sơ lắm mà sau này nên chọn lành. Con cũng sẽ đơn sơ hơn nữa. Khó cởi mở tâm hồn là bởi tính nết đơn sơ con thật. Nhưng bấy giờ con rất lấy làm khó chịu. Ngày nay, sự đơn sơ vẫn còn, mà sự tỏ bày tâm tình tư tưởng, con cảm thấy dễ dàng hơn nhiều. Con đã nói Chúa Giêsu là cha linh hồn con. Khi cha Pichon vừa mới nhận việc coi sóc linh hồn con, thì bề trên lại sai người sang Canada. Thành thử mỗi năm con chỉ còn được một lá thư người gửi cho con. Hoa mọn rồng trên núi Camo nay lại hướng về cha cả các linh hồn. Chớm nở dưới bóng rợp cây thánh giá. Lấy nước mắt và máu cứu chuộc làm xương xa mát mẻ. Lấy thánh nhan Chúa làm mặt trời rãi ánh chiếu. Thưa mẹ, trong hồi đó kho tàng châu báu tích chưa nơi thánh nhan Chúa. Mẹ đã vào dòng trước ba em. Mẹ cũng hiểu trước ba em những mầu nhiệm về tình yêu thắm thiết ẩn hiện trên thánh nhan bạn cực thánh. Mẹ đem phân phát những lĩnh hội ấy cho các em, làm Teresa hiểu được thấm thía, hiểu hơn bao giờ, cái vinh hiển nào là vinh hiển thật. Đấng mà nước người chị không phải là thế gian, đã cho con hiểu biết chỉ có một vinh hiển đáng thèm, đáng tranh đua cho kỳ được sự ái mộ, được ẩn tích mai danh, được khinh thường coi rẻ, lấy sự tự hạ làm vui thích. Ôi! Cũng như nhan thánh Chúa, con ước ao được che mặt cho kín. Thế gian đừng ai nhận biết con. Con khao khát được quên mình cho hẳn. Ôi, con khao khát được quên mình cho hẳn.
Ôi! Đường chúa dắt con đi hằng ngày lân ái giường nào. Người chẳng mở lòng ao ước gì mà chẳng ban. Bởi đó chén cay đắng người trao cho uống. Con vẫn cảm thấy dịu ngọt ngon lành. Cuối tháng 5 năm 1888, sau lễ khấn của chị Mary, chị cả, mà Teresa, em út được hân hoan đội mũ hoa ngày chị kết ngãi trao duyên với Chúa, thì ở nhà lại phải sự khó nặng. Từ khi cha ngã bệnh bại thân lần thứ nhất, chúng con đã nghiệm thấy cha dễ nhọc lắm. Trong cuộc hành trình Roma, nhiều lần trong sắc mặt cha, chúng con cũng biết cha mệt mỏi và đau đớn trong mình. Nhưng còn điều này làm con cảm động nhất là thấy cha tấn bộ lạ lùng trên đường nhân đức. Tính tự nhiên cha rất nóng mà cha đã cầm hãm như thường. Cha rất thản nhiên nhìn sự thế vật lộn, cuộc đời đổi thay. Thưa mẹ, tiện đây con kể một nhân đức của cha. Trong cuộc hành trình Roma, đối với hành khách những ngày đêm nằm ngồi trên xe xem ra lâu dài lắm. Dĩ nhiên hành khách sốt ruột, rồi thở dài ra đánh, rồi cãi lẫy nhau. Một hôm, họ mời chúng con chơi, chúng con đã kiến nói rằng không quen chơi mấy. Với chúng con, ngày đêm vẫn như thường, dài gì đâu. Đứng mà ngắm cảnh trời đất phong quang đẹp đẽ hằng bày xóa trước mặt. Có khách mời chơi không được, tỏ bộ bất bình, cha phải can thiệp ngay. Người bình tĩnh nói năng ôn tồn bênh đỡ chúng con. Lại nói như để họ nghe thấy rằng đi viếng thánh địa mà để giờ đọc kinh chẳng thừa bao giờ. Trong đám chơi, một kẻ đã quên sự kính trọng người bạc đầu không suy nghĩ, nói mỉa mai ngay rằng: "May, đời này không sẵn Pharisêu mấy." Cha không đối lại một lời, cứ điềm đạm vui vẻ, rồi sau tìm dịp bắt tay người ấy chuyện trò tử tế. Dường như không nghe thấy lời nói khích bác khi nãy, hay có nghe mà đã quên. Và lại, thưa mẹ, tấm lòng độ lượng hay tha thứ của cha. Và lại, thưa mẹ, tấm lòng độ lượng hay tha thứ của cha. Chẳng phải là trường hợp này mới thấy. Theo lời mẹ và các người quen biết cha nói, chẳng khi nào cha nói lời gì phạm đến đức yêu thương. Nhân đức tin và lòng đại lượng của cha hằng ngát mùi thơm trong mọi trường hợp bất trắc. Đây con nhớ mấy lời cha than thở cùng một bạn thân khi nói chuyện việc con vào dòng. Teresa công chúa nhỏ của tôi đã vào dòng sáng hôm qua. Chỉ có Chúa mới có thể đòi tôi dâng của lễ ấy. Nhưng Chúa cũng thương tôi lắm. Trong lúc ruột đau rơi lệ, lòng vẫn tràn đầy vui vẻ. Với một tôi chung con thảo thể ấy, phải có một phần thưởng cân xứng lòng nhân đức. Chính cha đã xin Chúa ban. Cha đã nói gì? Các con cha hỡi, cha vừa ở Alencon về. Trong đền thờ Đức Mẹ ở Alencon, cha đã được nhiều ơn cả thể. An ủi lòng lắm. Cha đã than thở cùng Chúa rằng, lạy Chúa, quá đủ rồi. Lòng tôi vui sướng quá. Tôi không thể lên thiên đàng thế này được. Tôi muốn chịu khó vì Chúa một chút. Rồi tôi dâng mình tôi làm. Tiếng của lễ cha không dám nói ra lời trước mặt các con. Cha chỉ hơi nhích môi. Nhưng các con yêu dấu cha cũng thừa hiểu. Thưa mẹ, xin mẹ hồi tưởng nỗi lòng trầm uất, cay đắng, đau đớn lúc ấy. Những kỷ niệm lễ hỏi thiêng liêng,
kỳ này con sắp được mặc áo ròng rồi. Đức cha đã định vào ngày 10 tháng 1. Thật không ai ngờ kỳ đó cha lại được khỏi bệnh lần thứ hai. Phì lòng mong đợi và đẹp đẽ thay ngày lễ mặc áo. Ngày vui mừng ấy chẳng thiếu sót gì. Tuyết trời cũng rơi mừng. Thưa mẹ, con có tính thích tuyết. Khi còn nhỏ, thấy tuyết trắng, con rất thích. Lý do lòng vui thích đó, có lẽ là vì thân hoa mọn này đã nở vào tiết đông, vừa mở mắt chào đời, đã thấy đời mặc áo tuyết trắng. Nhân đó, con mới ước ao trong ngày mặc áo ròng được xem cảnh thiên nhiên cũng tô điểm màu trắng như con. Được xem cảnh thiên nhiên cũng tô điểm màu trắng như con. Nhưng chiều ngày áp lễ, bỗng dưng khí trời dịu lại, ấm áp như mùa xuân, làm con không còn hy vọng sáng mai có tuyết nữa. Sáng mai tức là 10 tháng 1, trời vẫn ấm, không thay đổi gì. Thấy vậy, con đã bỏ ngay lòng ao ước ngây thơ không thể thực hiện kia và bước ra nhà ngoài. Cha đã đứng đợi ngoài cửa, thấy con ra, liền tới lại bên con, rơm rớm nước mắt, ôm con vào lòng kêu lên. À, công chúa nhỏ tôi đây rồi. Đoạn cha để tay cho con bám, hai cha con trịnh trọng bước vào nhà nguyện. À, ngày ấy là lễ khải hoàn sau hết của cha ở dưới đất. Được bao nhiêu con, cha đã tế lễ Chúa tất cả. Cả gia đình đã thuộc về Chúa. Chị Celine cũng đã trình cha ý kiến mai ngày sẽ xin vào dòng kín. Cha đã hết sức vui mừng trả lời. Hỡi con, cha đã hết sức vui mừng trả lời. Hỡi con, hãy theo cha. Cha con cùng đến nhà thờ trước mình Thánh Chúa. Lạy tạ ơn Chúa đã thương nhà ta lắm. Đã ban cho cha vinh dự là kén chọn tất cả chúng con làm bạn trăm năm. Người thương cha thế, thật là cho cha một vinh dự rất lớn. Nếu cha còn gì quý hơn quyết là cha dâng tiến Chúa. Cái gì quý hơn đó? Chỉ có thể là chính thân già của cha nữa thôi. Chúa đã nhận cha như một lễ vật toàn thiện. Người đã lọc luyện cha như lửa luyện vàng, đã công nhận cha là của lễ xứng đáng. Khi các lễ phép bên ngoài cử hành đã xong, con liền tiến vào nhà trong, đồng thời Đức cha sướng hát kinh Te Deum. Nhưng vì đang sốt sắng, Đức cha cứ hát cho rồi. Bước vào nhà trong, trước hết mắt con nhìn lên tượng Chúa Hài Đồng mỉm cười đứng giữa muôn hoa và nến sáng. Rồi nhìn ra sân, con thấy sân đầy tuyết. Chao ôi, Chúa Giêsu chiều con quá. Vị hôn thê Chúa muốn gì cũng cho, muốn tuyết được tuyết. Trong nhân loại, một người quyền phép mấy mặc lòng, hỏi có thể khiến trời rơi tuyết dù một nắm còn con thôi để đẹp lòng người yêu của mình được chăng? Sáng ấy, ai thấy tuyết xa cũng ngẩn lạ, coi như một điều gì đó. Và rồi những người biết được lòng ước ao của con, thường hay nói hôm con mặc áo có phép lạ nhỏ. Con thường hay nói hôm con mặc áo có phép lạ nhỏ. Lại cho cái tính thích tuyết của con là một tính tình ngộ nghĩnh. Càng hay. Có ngộ nghĩnh thế mới càng tỏ rõ cái lòng yêu chiều quá đỗi của bạn các kẻ đồng trinh, của đấng ưa thích những bông huệ trắng như tuyết. Xong lễ, Đức cha vào nhà trong tỏ tình yêu quý con như người cha trước mặt nhiều thầy cả theo hầu. Đức cha đã nhắc lại việc con đến thăm người ở tỉnh Bayer, việc con đi Roma xin phép tòa thánh,
cả câu chuyện uốn tóc. Người đặt hai tay lên con mơn trớn yêu đương một lúc. Trong phút được yêu ấy, con liên tưởng tới ngày sẽ được chính tay Chúa mơn trớn yêu quý trước mặt thần thánh trên trời, thì lòng càng dịu dàng êm ái quá. Nỗi lòng cực. Con vừa nói ngày 10 tháng 1 là lễ khải hoàn của cha, con so sánh với ngày Chúa Nhật lễ lá. Quân du rêu rước mừng Chúa vào thành Jerusalem cách trọng thể. Cũng như tình cảnh Chúa, cha qua được một ngày vinh hiển liền tiếp đến ngày thương khó. Và như cuộc tử nạn Chúa Giêsu đã đâm gan xé ruột Đức Mẹ thể nào, lòng chúng con cũng phải tan nát thể ấy vì những thương tích, những cơ cực người yêu quý nhất đời của chúng con phải chịu. Con nhớ hồi tháng 6 năm 1888, đang khi lo cha mắc chứng bệnh đau óc, con có nói lời này làm mẹ nhà tập phải bỡ ngỡ. Thưa mẹ, con đau đớn lắm, nhưng con cảm thấy mình còn thể chịu đau đớn hơn. Lúc ấy con đã nghĩ đâu đến cơn gian nan đang chờ đợi. Con không biết rằng sau ngày con mặc áo một tháng, ngày 12 tháng 2 cha yêu dấu phải uống một chén quá đắng, phải đến điều trị ở nhà dưỡng bệnh. Ôi! Lúc này chẳng còn nói được mình còn thể chịu đau đớn hơn nữa. Lời lẽ không thể diễn tả nỗi lòng cực này. Con cũng chẳng muốn thử viết làm gì. Sau này ở trên trời, chị em ta cùng nhau ôn lại những ngày u uất trầm phiền ấy của khách địa. Thật, 3 năm đau khổ cha đã chịu, cao quý lắm, đã làm ích cho con cha rất nhiều. Nếu phải đổi 3 năm đau khổ ấy lấy những giờ nguyện gẫm cao siêu ngất trí, con nhất định đã chịu, cao quý lắm, đã làm ích cho con cha rất nhiều. Nếu phải đổi 3 năm đau khổ ấy lấy những giờ nguyện gẫm cao siêu ngất trí, con nhất định không đổi. Đứng trước kho tàng vô giá ấy, lòng tri ân của con chỉ biết kêu lên: Lạy Chúa, chúng con ngợi khen Chúa vì những năm ân nghĩa mà chúng con đã được trải qua trong đau khổ. Ôi mẹ yêu dấu, thánh giá cay đắng, nặng nề mà chúng ta vác đây quý trọng dường nào, êm dịu biết bao. Được vác, trái tim chúng ta chỉ biết rung lên và vang ra những tiếng lòng tri ân tri nghĩa. Trên nẻo trọn lành, chúng ta không còn rón rén từng bước. Chúng ta đã vùng chạy, đã tung cái ống giữa thế gian, nhưng chẳng còn là người thế gian nữa. Những lá thư hai chị viết cho con nhuộm đẫm mùi dòng, mùi muốn đi tu mặc dầu còn đang nhẫn nại chờ đợi. Với chị Celine yêu dấu mà con phải xa cách, không được gặp gỡ. Tưởng chị một nơi em một ngã là hết trò hết chuyện. Mà không. Bức phên sắt nghiêm nghị của nhà dòng càng thu hút mạnh mẽ hai chị em chúng con lại làm một tư tưởng, một nguyện vọng, một tình yêu thắm thiết Chúa Giêsu, yêu thắm thiết các linh hồn. Không khi nào có một lời chuyện đời pha vào chuyện hai chị em chúng con. Cũng như xưa còn chung sống ở trại Buissonnes, hai chị em chẳng còn lấy mắt mà nhìn, một lấy lòng mà suy. Hai tâm hồn chắp cánh bay cho tới cõi phúc trường sinh. Hai chúng con đã ý hiệp tâm đồng chọn đau khổ, khinh chê ở thế gian làm phương pháp, làm đôi cánh. Lòng ước ao chịu đau khổ, thật đã được phỉ nguyện. Nhưng con vẫn còn ước ao chịu đau khổ thêm, không giảm bớt phần lì. Hễ lòng càng đầy muôn sự trầm phiền, tâm hồn lại càng thông phần tân khổ. Sự khô khan tâm hồn con mỗi ngày một thêm, trên trời dưới đất chẳng còn thấy chi an ủi. Ủi an,
sự gian nan như nước vỡ bờ, tràn vào lai láng tâm hồn. Quả nhiên cầu được ước thấy mà cũng quả nhiên con cảm thấy được thỏa thuê sung sướng hơn mọi loài. Ấy là tình cảm tâm hồn con trong thời hạn làm vị hôn thê của Chúa. Ấy là tình cảm tâm hồn con trong thời hạn làm vị hôn thê của Chúa. Ôi! Lâu chi lắm cho mỏi lòng mong đợi. Hết năm tập, mẹ bề trên lại bảo con đừng nghĩ đến việc khấn nữa, cha bề trên nhất định chưa cho khấn. Phải đợi thêm 8 tháng. Mới đầu, con lấy làm khó chịu quá. Nhưng rồi ơn Chúa trấn tĩnh tâm hồn ngay. Trong kỳ hoãn này, con đã dùng sách nền tảng đời sống thiêng liêng của cha Surin soạn làm sách gẫm. Một ngày đang suy gẫm, con nhận ra rằng lòng quá mong ước được khấn đó có pha mùi tự ái nhiều. Con đã giao hẹn mình là đồ chơi nhỏ để an ủi và mua vui cho Chúa. Lẽ ra chẳng nên ép Chúa theo ý con. Đang khác ý chồng đâu. Mà con đối với bạn thánh, con chưa có lo sắm gì hết. Cho nên con đã trần tình cùng Chúa rằng: Lạy Chúa, con không vội xin khấn nữa. Con vui lòng đợi đến ngày Chúa muốn. Con chỉ không thể chịu được vì tại lỗi con mà ngày hợp hôn cùng Chúa phải hoãn. Từ nay con quyết cố gắng lo liệu may sắm một áo rất đẹp, rất sang, đính nhiều hạt kim cương, nhiều ngọc trai quý giá. Con tin chắc một khi áo cưới đã đẹp đẽ vừa ý Chúa, sẽ chẳng còn gì ngăn trở được cuộc thành hôn nữa. Con đã hăng hái bắt tay vào việc ngay. Sau khi mặc áo, Chúa đã soi cho con hiểu thấu nhiều lẽ cao sâu trên đường chọn lành theo đấng bậc tu, nhất là về lời khấn đức chọn lành theo đấng bậc tu, nhất là về lời khấn đức khó khăn. Hồi con ở nhà tập, con có tính ưa dùng những đồ gọn gàng sạch sẽ, và cần dùng gì thì muốn có ngay. Chúa cũng làm thinh cho vậy. Vì người chẳng muốn tỏ thánh ý người cho các linh hồn biết hết trong một lúc, người thường soi sáng dần dà mỗi khi một ít. Từ khi bắt đầu tập sống thiêng liêng, vào quãng 13 đến 14 tuổi, con đã tự vấn không biết sau này nên cơ đồ gì. Vì đang chọn lành, con thấy mình không thể hiểu hơn được nữa. Nhưng chẳng mấy chốc, con đã nhận ra đàng chọn lành càng tiến càng thấy xa. Bởi vậy chẳng những con bình tâm trông mình kém cỏi, con còn vui mừng là khác. Thắng lợi đầu tiên ra đàng chọn lành càng tiến càng thấy xa. Bởi vậy chẳng những con bình tâm trông mình kém cỏi, con còn vui mừng là khác. Thắng lợi đầu tiên. Con trở lại câu chuyện những bài học Chúa dạy con. Bữa tối kia lúc đọc kinh đoạn, con tìm cái đèn con vẫn để trên bệ mà chẳng thấy. Là giờ im lặng, không thể hỏi han ai được. Con nghĩ thầm hẳn có chị nào lấy lẫn đèn của con về dùng. Nhầm mà để người ta phải chịu tối cả giờ làm sao? Lại là tối định làm nhiều việc. Phải mà khi ấy, Chúa chẳng ban ơn soi sáng bề trong. Có lẽ con đã phàn nàn lắm. Nhưng vì có ơn Chúa, chẳng những con đã không buồn bực, chẳng những phải vui lòng chịu thiếu thốn những cái viễn dụng mà thôi đâu, lại cả những vật thiết dụng cũng phải vui lòng chịu thiếu thốn nữa. Tối ấy, bề ngoài tối tăm u ám thật, nhưng linh hồn được ơn Chúa chiếu soi rạng rỡ lắm. Từ đó về sau, con mới được thật lòng yêu dùng những vật dụng thô kệch sứt mẻ, xấu xí. Bởi vậy lần kia con thấy chẳng còn được dùng cái bình thanh cảnh con vẫn dùng trước, một phải dùng cái bình thô kệch mẻ sứt. Con đã cảm thấy vui thích trong mình.
con cũng đã cố gắng giữ đừng bao giờ chữa mình điều gì. Thật hồi ấy con lấy điều này làm khó khăn lắm. Nhất là đối với mẹ nhà Tập mà xưa nay con chẳng giấu giếm gì hết. Cuộc thắng lợi đầu tiên của con tuy không to tát, chẳng biết chị nào đem để cái bình đằng sau cửa sổ bình thấy đã vỡ. Mẹ nhà Tập ngờ là con để vương đấy mà vỡ. Đã mắng con dày đi phải biết làm cho ý tứ hơn. Chẳng ngăn nắp gì hết. Rồi mẹ khó chịu. Con chẳng thưa lại lời nào. Một cúi xuống hôn đất và hứa về sau sẽ giữ ngăn nắp hơn. Cũng tại con ít nhân đức, cho nên mới làm chút việc nhỏ mọn ấy về nhân đức. Đã lấy làm vất vả khó nhọc và phải nghĩ đến điều, ngay phán xét mọi sự sẽ được bày tỏ minh bạch. Con đã chú ý điều này nhất, Tập làm những việc nhân đức kín đáo. Chẳng hạn, khăn áo chị em bỏ tung, con gấp lại gọn gàng hộ. Con hằng kiếm dịp giúp đỡ chị em phương này ngã khác, gọn gàng hộ. Con hằng kiếm dịp giúp đỡ chị em phương này ngã khác. Con cũng ưa thích sự hãm mình đánh tội, song chẳng được phép làm gì cho thỏa. Bề trên chỉ cho phép con một điều, giết chết lòng tự ái trong mình. Việc hãm mình này đã tấn ích cho linh hồn con nhiều lắm, hơn cả những việc hãm mình đánh phạt tội phạt xác. Tuy nhiên, Đức Mẹ cũng trợ cấp con nhiều trong việc may sắm áo cưới cho linh hồn. Khi áo tân hôn vừa may xong, bao nhiêu trúc trắc ngăn trở liền biến hết. Và ngày lễ khấn của con đã nhất định vào ngày 8 tháng 9 năm 1890. Tất cả những tâm sự con vừa tóm tắt kể ra, đáng lẽ phải có bao nhiêu trang viết nữa mới vừa. Song những trang viết ấy sẽ chẳng được đọc ở thế gian. Chương 8. Lễ cưới thiêng liêng. Thưa mẹ, con kể đây việc cấm phòng dọn mình khấn. Thật tâm hồn con không được một chút an ủi. Lòng phải lạnh lẽo khô khan như đất ruộng khô khan nẻ nứt. Đã hơi nản lòng thối chí. Chúa Giêsu cứ làm thinh như ngủ trong thuyền nhỏ này. Ôi! Con thấy ít tâm hồn để Chúa nghỉ yên nơi mình. Thấy cực trọng đã phải mệt nhọc lắm vì hoạt động tấn ích cho các tâm hồn. Hay lợi dụng con để nghỉ ngơi. Có lẽ mãi đến ngày con về cấm phòng đời đời trên quê thật, Chúa mới thức dậy. Dầu vậy cũng chẳng khó chịu, con lại vui khoái là khác. Sự thật, con thiện gì hết. Tâm trạng trên đây là một chứng cớ. Chẳng nhẽ con mừng vì thấy mình khô khan, một phải lo buồn vì mình kém lòng sốt sắng làm tôi Chúa cho phải đạo tôi chung con thảo. Nhưng không, con vẫn không buồn vì khô khan, không buồn vì hay ngủ gật trong giờ nguyện gẫm và cám ơn. Con suy rằng cha mẹ yêu con thì khi con thức cũng yêu, khi con ngủ cũng quý. Thầy thuốc muốn mổ xẻ, lại cần làm bệnh nhân ngủ đi đã là khác. Hơn nữa, Chúa biết sự giòn mỏng yếu đuối của ta. Người hằng nhớ ta chỉ là bùn bụi. Tuần phòng dọn mình khấn cũng như các tuần phòng về sau, con khô khan quá. Chỉ được điều này là những cách thức làm đẹp lòng Chúa và thi hành. Con khô khan quá. Chỉ được điều này là những cách thức làm đẹp lòng Chúa và thi hành nhân đức. Tự nhiên con am hiểu được rõ ràng. Nhiều lần con nghiệm thấy Chúa không muốn con tích chữ của ăn. Người nuôi con bằng của ăn mới luôn. Một khi cần, con thấy có ngay trong tâm hồn. Có mà không hiểu được từ đâu đem lại. Con chỉ tin là Chúa ngự kín trong lòng con. Ở đó, người hoạt động cách bí mật. Người muốn gì thì dục dã con làm ngay cái ấy. Mấy giờ trước lễ khấn,
con đã nhận được từ Roma. Phép lành Đức Thánh Cha ban, do thầy Friar Simeon chuyển tới. Phép lành quý báu này hẳn đã phấn chấn lòng con rất nhiều, đã trợ giúp con trải qua những giông tố thương tình, ai ai cũng thấy lòng mình dạo dực êm dịu ngọt ngào. Thế mà sáng ấy, bỗng dưng ơn kêu gọi của con đã biến thành giấc mộng hão huyền. Một chiêm bào rồng dài. Thằng quỷ, chắc chắn là nó, cám dỗ con rằng tu gì được mà tu, chỉ lừa dối các đấng bề trên để bước đi con đường Chúa không gọi. Giờ phút ấy, tâm hồn con u mù tăm tối quá, chẳng còn biết hiểu làm sao, chỉ nghĩ quẩn quanh rằng không có ơn kêu gọi vào dòng, hẳn là phải trở về thế gian. Tả sao hết nỗi lòng đau đớn, cơn bối rối ấy biết xoay sở thế nào. Con liền quyết chỉ đi bày tỏ cơn cám dỗ cho mẹ coi sóc biết. Con trình người ra nhà nguyện, may quá, người trông thấy rõ sự thể tâm hồn con hơn con. Người tủm tỉm cười khuyên con cứ giữ vững ơn Chúa gọi. Thằng quỷ ngốc kia, thấy con đã hạ mình đi tố giác mưu gian sâu độc của nó, nó cút thẳng cẳng. Chú ý nó là muốn ngăn trở con đừng tỏ nỗi lòng, lòng băn khoăn nghi ngờ ấy để dần dà lôi con vào giò lưới nó. Nhưng cuôn cút lại vụt vào lưng, chính nó lại bị con phản tấn công và để giữ lòng khiêm nhượng cho trọn. Con cũng đã kể việc tâm hồn đó cho mẹ bề trên biết. Người đã an ủi con và chấm hết mọi nghi ngờ. Từ sáng mồng 8 tháng 9, sự bình an như nước sông tràn vào tâm hồn con, làm con thư sướng mát mẻ quá trí khôn lường. Trong khi an sướng ấy, con làm con thư sướng mát mẻ quá trí khôn lường. Trong khi an sướng ấy, con đã tuyên thệ những lời khấn. Ôi, còn ơn nào mà con đã chẳng cầu xin trong giờ phút ấy. Con thấy mình như bà Hoàng, và nhân danh bà Hoàng con đã tâu xin vua cả mọi ơn lành cho cả dân người trị, xin đại xá cho những phần tử vô nhân bạc nghĩa. Con không quên sóc ai, con đã ước ao chớ gì ngày đó, bao nhiêu người tội lỗi trở lại hết, chớ gì trong luyện ngục không còn một linh hồn nào phải cầm tù. Còn những ơn riêng con muốn xin cho con đã viết vào giấy đặt trên ngực nơi trái tim như sau: Lạy Đức Chúa Giêsu là bạn thánh lòng con yêu mến, xin Chúa đừng để áo trắng sạch đã ban cho con khi chịu phép rửa tội phải hoen ố. Thà Chúa cất con về chẳng thà để con sống ở thế gian mà linh hồn phải nhọ chỉ vì cả lòng phạm một lỗi mọn. Xin Chúa cho con chỉ tìm và gặp một mình Chúa. Xin cho muôn vật trở nên không trước mắt con và con là không trước mắt muôn vật. Xin Chúa đừng để một nhân vật nào dưới đất làm mất sự bình an trong lòng con bao giờ. Lạy Đức Chúa Giêsu, sự bình an trong lòng con bao giờ. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tha thiết xin Chúa ban cho con được sự bình an. Sự bình an và nhất là lòng kính mến Chúa vô cùng vô tận. Ơ Giêsu cực thánh, chớ chi con được chết vì lòng kính mến Chúa. Xin Chúa ban cho lòng con chịu mọi nỗi tân toan cơ cực, hay là cho xác con được chịu mọi giống khổ hình độc dữ vì lòng mến Chúa. Hay phải hơn, xin Chúa ban cho cả xác lẫn hồn con được chịu khổ cực vì Chúa đến nỗi chết. Nguyện xin Chúa ban ơn cho con giữ vuông tròn mọi điều đã dốc lòng. Xin cho hết thảy bỏ quên con, giày đạp con dưới chân như giống hèn, như hạt cát. Hỡi Chúa là bạn chí thiết tâm hoàn tất ý Chúa nơi mình con, hầu chẳng còn gì có thể làm ngăn trở được. Chiều ngày lễ khấn,
con đã hạ mũ hoa hồng đội đầu xuống và đặt dưới chân Đức Mẹ Đồng Trinh theo lệ dòng. Lòng vẫn hoan hỉ. Con nhận thấy thời gian qua mà hạnh phúc chẳng mất. Lễ sinh nhật Đức Mẹ. Đẹp đẽ quá. Ngày đó lại là chính ngày con đã kết ngãi trao duyên cùng Chúa. Chẳng khác gì Đức Mẹ Đồng Trinh dâng con là hoa mọn cho Chúa Hài Đồng Giê-xu. Trong ngày ấy, mọi sự mọi nhỏ mọn, trừ những ơn Chúa ban và sự bình an, sự vui mừng lúc tối đứng ngoài sân, ngẩng mặt ngắm nền trời muôn sao nhấp nhánh, đẹp đẽ và tư lự rồi đây mình sẽ được bay lên đó. Lên hợp hoan với bạn thật tư lự rồi đây mình sẽ được bay lên đó. Lên hợp hoan với bạn thánh giữa biển phúc lạc vô cùng. Lễ đội lúp. Lễ đội lúp vào ngày 14. Lễ này buồn. Nước mắt chảy nhiều. Phần thì cha ốm nặng không thể đến chúc lành cho công chúa người. Phần thì Đức cha Hugo Nina chủ tọa lễ ấy. Khi lễ sắp cử hành lại báo tin ngăn trở không sang được. Và còn bao bất trắc khác thành thử lễ tẻ ngắt. Cái gì cũng nhuốm màu buồn rời rợi. Nhưng vậy, lòng con vẫn bình an. Sự bình an như chìm ở đáy chén cay đắng. Con cố uống vào bao giờ cũng thấy. Hôm ấy con không giữ nổi nước mắt. Và cũng không hiểu lý do những hạt xuống cho. Nhưng lần này Chúa để mặc sức riêng con. Với sức mong manh yếu ớt, chịu chẳng nổi, con đã phải khóc. Sau lễ đội lúp 8 ngày, cô Jean là chị họ cưới ông bác sĩ Niller đã đến thăm nhà dòng. Cô nói chuyện cách thức mình đã chiêu đãi chồng mới cưới. Con nghe câu chuyện, lòng khấp khởi quá. Con đã định tâm, quyết không chịu thua người đàn bà thế gian cách chiều đãi chồng nay còn mai mất. Hơn mình chiều đãi Chúa Giê-xu là bạn chí thiết. Khi ấy trái tim con nóng lên vì cảm hứng mới. Con quyết chí cố gắng hơn trước trong mọi việc để đẹp lòng bạn thánh. Để thỏa lòng vua cả đã thương chọn con làm bạn trăm năm. Khi con đọc giấy mời bạn trăm năm. Khi con đọc giấy mời đi ăn cưới của cô, con cũng bắt chước làm chơi một giấy mời và đọc cho các chị nhà tập nghe để tỏ cảm tưởng con đối với một đám cưới thế gian. Nếu đem so sánh với những chức tước vẻ vang của bạn trăm năm Chúa, chẳng vần vẽo gì. Vậy thiệp mời dự lễ cưới của con thế này. Đức Chúa Trời toàn năng, tạo thiên lập địa, an bài vũ trụ và rất thánh đồng Maria, nữ vương thiên đàng, trân trọng đưa tin mừng để quý ngài thêm vui rằng Hoàng tử Giê-xu là trưởng nam của chúng tôi, làm vua các vua, chúa các chúa, đã thành hôn với cô Teresa ái nữ cụ cố Ma-ừn, nay đã là hoàng hậu, là bà chúa uy quyền, chúa các chúa, đã thành hôn với cô Teresa ái nữ cụ cố Ma-ừn, nay đã là hoàng hậu, là bà chúa uy quyền cai trị tất cả những đất nước Đức Vua Giê-xu ban làm tư sản như Hài Đồng Giê-xu, cuộc tử nạn cứu thế. Bởi đấy hoàng hậu được tôn lên hai danh hiệu cao trọng này, Teresa Hài Đồng Giê-xu và Nhan Thánh. Chúng tôi chẳng được hân hạnh mời quý ngài đến dự lễ cưới đã cử hành long trọng trên núi Carmel ngày 8 tháng 9 năm 1890 hôm ấy chỉ có triều đình thiên quốc xuống dự, thì ít là chúng tôi kính mời quý ngài đến dự cuộc rước dâu về. Sẽ cử hành ngày mai ngày bế mạc thế gian vua Giê-xu bởi trời ngự xuống uy nghi sáng láng trên đám mây, phán xét kẻ sống và kẻ chết. Chúng tôi ơn tuần phòng. Con khấn năm trước thì tuần phòng cuối năm sau. Chúa ban nhiều ơn cả thể lắm. T.
Tính con rất ngại những tuần phòng giảng nhiều, nhưng lần đây đã khác hẳn. Khi con thấy sắp phải chịu khó, con đã làm một tuần cửu nhật sốt sắng để dọn mình sẵn. Con nghe thầy nói cha giảng phòng năm nay khéo giảng cho kẻ tội lỗi ăn năn trở lại hơn cho những người nhà dòng được tấn tới trên đàng nhân đức trọn lành. Vậy thì chính con là kẻ tội lỗi, nên Chúa đã đưa cha đến an ủi dạy dỗ con. Đang hồi ấy, con phải lo âu trầm phiền lắm, đến nỗi không còn biết bày tỏ làm sao. Nhờ cha đã khéo hiểu và luận đoán rất đúng tâm tình con, nên linh hồn con đã cởi mở được hết. Ông và yêu mến hai dòng nước vẫn đã lôi cuốn con rất mạnh, nhưng con đã phân vân không dám tiến nữa. Người bảo con rằng, các lỗi con phạm không mất lòng Chúa đâu. Nay thay Chúa cha đến cùng con. Vậy cha nhân danh Chúa nói quyết cùng con rằng Đức Chúa Trời rất bằng lòng tâm hồn con. Ôi! Được nghe những lời an ủi êm ái dịu dàng ấy, lòng con ngây ngất sướng. Chưa khi nào con được nghe nói có những lỗi không mất lòng Chúa. Lời quả quyết này làm con chan chứa vui mừng, đã giúp con chịu đựng nhẫn nại cuộc khổ hãi thế gian. Và lại, lời cha quyết đó cũng là tiếng vang những tư tưởng thầm kín thâm thiết mà từ lâu con vẫn tư lự trong cõi lòng. Thật xưa nay con vốn tin lòng tự trong cõi lòng. Thật xưa nay con vốn tin lòng Chúa yêu tha thiết và mềm mại hơn lòng người mẹ, mà lòng người mẹ con lại đã hiểu rất thấu. Con biết người mẹ hằng sẵn sàng tha thứ những sơ suất vô tình con mình phạm. Chính con đã được hưởng cái tình độ lượng ấy nhiều lần. Đối với con, chẳng lời của trách nào xúc động tâm tình bằng một cái mơn trớn của mẹ. Chúa đã phú cho con bổn tính này với lo sợ, chỉ muốn lùi, với yêu mến. Chẳng những con tiến, còn muốn bay là khác. Giọt lệ cuối đời. Hai tháng sau tuần phòng cuối năm, mẹ đáng kính Genevieve de Saint-Juris đã lập dòng kín Lisieux qua đời. Mẹ bỏ nhà kín nhỏ hẹp dưới đất để lên ở tin nói phúc con được sống lâu năm bên vị thánh. Tuy không vô địch, song có nhiều nhân đức kín đáo bề trong và thông thường bề ngoài. Nhiều lần con đã được nghe mẹ an ủi ngọt ngào lắm. Ngày Chúa Nhật kia, khi vào nhà liệt thăm mẹ, con thấy hai chị già đang ở đó rồi. Con liền rón chân bước ra ngay. Nhưng mẹ gọi lại và nói, như có ơn soi sáng rằng, hỡi con, khoan khoan, mẹ nói cùng con một điều, con thường hay xin mẹ hoa thiêng liêng. Hôm nay mẹ cho con hoa này, con cứ vui vẻ bình tĩnh làm tôi Chúa, hỡi con hãy nhớ Đức Chúa Trời là Chúa sự bình an. Cảm ơn mẹ con bước ra, lòng cảm động không cầm nổi nước mắt. Lòng cảm động không cầm nổi nước mắt. Con nhận thấy Chúa soi sáng cho người biết rõ sự thể linh hồn con. Chính ngày ấy, con phải một cơn gian nan quá cực hầu buồn bã suốt đêm. Con đã lo không biết có còn được Chúa yêu dấu chăng. Nhưng sự vui mừng an ủi đã đến làm khuây cơn buồn. Sự buồn bã ấy, thưa mẹ, mẹ cũng đoán ra được. Chúa Nhật sau, con đã muốn biết Chúa tỏ cách nào mà mẹ đáng kính Genevieve hiểu được linh hồn con như thế. Người nói Chúa chẳng tỏ cách nào hết. Nghe thế con càng lạ lùng vì thấy Chúa ở rất chi tiết với linh hồn mẹ. Chúa ngự đó hàng ngày để điều khiển mọi công việc. À, thế mới là nhân đức thật. Nghe thế con càng lạ lùng vì thấy Chúa ở rất chi tiết với linh hồn mẹ. Chúa ngự đó hàng ngày để điều khiển mọi công việc. À,
thế mới là nhân đức thật, thánh thiện thật. Con ước ao sự nhân đức thánh thiện ấy lắm, vì chẳng còn phải là mơ hồn lầm lạc gì. Ngày mẹ đang kính từ giã khách đầy về quê thật, con đã được một ơn riêng, lần thứ nhất ở bên người hấp hối. Thật là một cảnh sán lạn. 2 tiếng đồng hồ, con ngồi ở chân giường mẹ hấp hối. Người con như xúc gỗ vô tri vô giác. Đến khi con cảm thấy khó chịu thì giây phút ấy mẹ về thiên đàng liền đến. Thái độ trong người con bỗng dưng đổi hẳn. Qua nháy mắt, con cảm thấy lòng vui tràn ngập. Lòng mẹ đã được hưởng, vì con tin chắc mẹ được lên thiên đàng ngay. Khi mẹ còn sống, đã có lần con trình mẹ rằng: thưa mẹ, con trông chắc mẹ không phải vào luyện ngục. Mẹ cũng hy vọng thế. Người trả lời cách rất dịu dàng: chắc Chúa tốt lành vô cùng, không nhẽ đánh lừa một tấm lòng cậy trông rất khiêm nhượng đó. Tất cả những ơn ta được xưa nay là tăng chứng rõ rệt về lòng Chúa thương yêu. Bấy giờ chị nào cũng đòi cho kỳ được một di tích của mẹ để làm kỷ niệm. Thưa mẹ, phần con đã được gì, mẹ cũng biết rồi. Trong khi mẹ đáng kính hấp hối, con thấy một giọt nước mắt lóng biết rồi. Trong khi mẹ đáng kính hấp hối, con thấy một giọt nước mắt lóng lánh như kim cương dính ở mí mắt. Hạt châu này là giọt lệ cuối đời người, không rơi đâu sốt. Lúc đưa xác vào nhà nguyện, con còn thấy nhấp nhánh nơi mí. Đến tối chẳng ai để ý, con cầm chiếc khăn gai mỏng lại gần thấm lấy, giữ gìn, và tới ngày nay con vẫn còn cái phúc giữ giọt lệ cuối đời của đấng thánh. Con không quan tâm đến những chuyện mơ, và cũng ít lần mơ mà có nghĩa mầu nhiệm. Con thường hỏi mình sau suốt ngày chỉ những tư lự về Chúa, mà đêm ngủ lại không mơ gì về Chúa. Thường nhật, con mơ rừng muôn cây xanh, hoa muôn sắc đẹp, suối muôn dòng sáng, xinh xinh nô giỡn. Mơ đuổi bướm bắt chim, những chim bướm chưa từng thấy bao giờ. Theo mẹ, mẹ xem, những mộng con mơ mà có vẻ thơ đó đều chẳng có ý nhiệm nào hết. Khi mẹ đáng kính Genevieve qua đời rồi, con đã mơ một điều rất an ủi. Mẹ đi phân phát cho mỗi chị em một chút đồ vật mẹ đã dùng. Đến lượt con không trông được gì nữa, vì tay mẹ đã hết cả rồi. Bây giờ mẹ nhìn con cách rất yêu, nói đi nói lại cùng con 3 lần rằng: phần con, mẹ dối lại tấm lòng mẹ. Bệnh dịch. Cuối năm 1891, cũng là tháng sau ngày mẹ đáng kính Genevieve qua đời, nhà dòng phải chứng dịch ho sốt rất nặng. Cả nhà chỉ còn con với 2 chị nữa là bị qua loa, còn thể đi lại được. Chẳng ai có thể tưởng tượng được tình cảm thê thảm thảm thê và rất chật vật của nhà dòng trong những ngày tang thương héo hắt ấy. Người bệnh vừa còn cố dậy được, phải coi sóc và thuốc thang cơm cháo cho người bệnh nặng. Chị này chưa lành hẳn, chị kia đã trực hấp hối. Ai ai cũng nằm chờ chết và cám cảnh thay. Hễ chị nào đã tắt hơi, phải bỏ ngay để đi giúp chị khác. Ngày con vừa chẵn 19 tuổi là ngày bi đát quá. Mẹ nhì trong nhà mất, chỉ có con và chị nhà liệt giúp mẹ giờ hấp hối. Mẹ vừa sinh, ngày con vừa chẵn 19 tuổi là ngày bi đát quá. Mẹ nhì trong nhà mất, chỉ có con và chị nhà liệt giúp mẹ giờ hấp hối.
mẹ vừa sinh thì hai chị khác cũng chết theo ngày. Các việc nhà nguyện chỉ còn mình con làm, chẳng biết xoay sở làm sao cho kịp. Một sáng, vừa lên hiệu thức, con như có linh cảm rằng chị Madeline chết rồi. Bấy giờ lối đi trong hè còn tối như bưng, chưa chị nào ra khỏi phòng. Mặc lòng, con đã nhất định lần đến phòng chị Madeline xem. Quả nhiên con thấy chị vận áo nằm chết đã lạnh. Chẳng sợ hãi gì, con chạy lại buồng áo lấy nến sáp đốt, lấy vòng hoa hường đặt trên đầu chị. Con mới hiểu lòng lành Chúa đoái thương xem sóc gìn giữ ta lắm. Người cho chị em dòng nằm chết êm ái dễ dàng như nằm ngủ, gương mặt tươi như đượm vẻ vui thiên đàng. Trong những tuần tang tóc quá chua xót, quá đau đớn này, con được điều rất an ủi lòng sầu là được chịu lễ hàng ngày. Ôi! Dịu dàng dường nào! Chúa Giêsu chiều con mãi, chiều hơn tất cả những bạn tình trung tín thân thiết khác của Chúa. Khi bệnh dịch đã qua, Chúa còn muốn ngự vào linh hồn con hàng ngày thêm mấy tháng nữa, mà cả nhà chẳng ai được phúc trọng đó. Con không dám xin Chúa biệt đãi thể ấy, nhưng được Chúa thương cách ấy, lòng con vui mừng sung sướng quá đỗi. Biết đó là phúc trọng lắm nên con đã hết lòng sốt sắng và năng nhắc mình lời tiên tri Isaiah nói về thầy sáu. Ngươi hãy là thánh vì ngươi đã đến những đồ thánh của Chúa. Thưa mẹ, còn việc cám ơn chịu lễ, hồi này cũng như mãi mãi về sau, chẳng lần nào tâm hồn con được an ủi một chút. Điều đó cũng dĩ nhiên, vì con chẳng chịu lễ cho thỏa lòng con, một chịu lễ cho đẹp lòng Chúa mà thôi. Con ví tâm hồn con như miếng đất hoang. Con nài xin Đức Mẹ thu quén các ngổn ngang là tất cả những tính hư nết xấu trong mình con. Lại cậy Đức Mẹ hóa tâm hồn con như nhà tạm, có trang hoàng những đồ quý báu riêng của người, để xứng đáng cung nghinh vua cả trời đất ngự. Con cũng kính mời, xem ra Chúa hài lòng vì những nghinh tiếp trọng thể linh đình đó. Và con cũng được vui cùng Chúa. Con đã suy vẽ đến thế mà lòng vẫn lo ra, mắt vẫn ngủ gật. Cho nên thường là con nhất định cám ơn cả ngày, và khi ở nhà nguyện con đã chẳng làm cho đủ và cho nên. Thưa mẹ, mẹ đã biết, con không thích đi đàng sợ hãi. Con hàng xoay sở tìm cách để vui vẻ, để lợi dụng những điều khuyết điểm nhầm nhỡ. Chính Chúa cũng phấn khởi con mạnh dạn bước đi đường lối đó. Một sáng khác hẳn với thói quen mọi ngày, khi lên chịu lễ, con thấy lòng bối rối quá. Đã mấy sáng trước thiếu mình thánh, con chỉ được chịu một khóa. Đã mấy sáng trước thiếu mình thánh, con chỉ được chịu một phần nhỏ. Sáng hôm ấy, tự nhiên con nghĩ một điều nông nổi này. Nếu sáng nay tôi cũng chỉ được chịu nửa hình bánh, có lẽ mà tin Chúa không hài lòng ngự vào linh hồn tôi. Đến khi chịu lễ, ôi, mừng rỡ quá, thầy cả dừng lại cho con chịu hai mình thánh. Đó, chẳng phải là cách Chúa trả lời quá ngọt ngào sao? Thưa mẹ yêu dấu, con còn nhiều lẽ phải đội ơn Chúa. Con kể thêm đây một tâm sự ngây thơ này nữa. Chúa đã thương con như thương vua Salomon. Con mơ ước gì Chúa cũng cho. Nào phải chi những mơ ước nên chọn lành mà. Cả những mơ ước mà con biết là hư huyễn. Nhưng con chưa từng. Chúa cũng thương ban cho thỏa lòng ước. Bởi con đã nhìn mẹ như một lý tưởng.
nên con ước ao được giống mẹ trong mọi cách. Con thấy mẹ vẽ nhiều tranh ảnh rất đẹp, họa những bài thơ văn rất hay, làm thi phú rất khéo. Con nghĩ bụng mình mà giỏi được như mẹ thì sung sướng biết chừng nào. Biết vẽ khéo, biết làm thi phú, biết làm ích cho những người sống chung quanh. Mặc dầu rất ước ao có những tài ấy, nhưng không dám xin Chúa ban, chỉ ước muốn thầm trong cõi lòng kín. Song bởi lòng con là nơi Chúa hằng ngự trị, nên một lần nữa, Chúa đã tỏ cho con biết mọi sự thế gian, chỉ ước muốn thầm trong cõi lòng kín. Song bởi lòng con là nơi Chúa hằng ngự trị, nên một lần nữa, Chúa đã tỏ cho con biết mọi sự thế gian thảy đều vô ích. Vậy chẳng bao lâu con cũng vẽ được nhiều tranh ảnh đẹp, làm được nhiều bài thơ văn khéo, đến nỗi cả nhà phải bỡ ngỡ cái tài thi họa của con. Con lại biết giúp ích cho một vài linh hồn. Nhưng như vua Salomon khi ngắm lại những công trình mình đã làm với bao công của, con nói là vô ích hết, thì con cũng nghiệm thấy rằng hạnh phúc đời này chỉ có thể là cuộc đời mai danh ẩn tích, sống đừng biết gì đến thế gian nữa. Bao nhiêu công cuộc to tát lừng lẫy, nếu không đi đôi với lòng kính mến Chúa cũng hư vô hão huyền hết. Bởi vậy Chúa cho con tài làm con phải thiệt xác hay hại hồn, một chỉ nâng rước lòng con lên tới Chúa. Chỉ có Chúa mới không hề thay đổi, chỉ có Chúa mới làm thỏa mãn lòng khát vọng sâu xa man mác của con thôi. Nhân nói đến lòng ước ao, con lại nhớ lần kia Chúa đã thương con lắm. Người làm theo ý con mọi đàng. Câu chuyện cũng ngây thơ giống câu chuyện Tuyết Sa ngày lễ mặc áo ròng. Thưa mẹ, mẹ đã biết con thích hoa lắm. 15 tuổi vào ròng, con đã mất hẳn cái thú chạy tung tăng trong những cánh đồng hoa tươi đẹp. Vậy mà không khi nào con lại được lắm hoa bằng từ khi vào nhà kín. Ngoài đời người ta có cách chơi thanh lịch này, bạn giai tặng vị hôn thê của mình nhiều bó hoa xinh đẹp. Chúa Giêsu không quên con ưa thích, để trưng bày bàn thờ Chúa. Chỉ thiếu thứ hoa nhỏ kia là hoa cỏ miến. Con ước ao lại được thấy hoa ấy lắm, thì quả nhiên con đã xem thấy thật. Sự đó minh chứng rằng trong bất cứ việc to nhỏ, kẻ đã từ bỏ mọi sự vì lòng mến Chúa, từ đời này Chúa đã trả gấp trăm. Sau hết, còn một điều ước mơ tha thiết nhất và cũng khó thành nhất, con mong ước chị Celine được vào nhà kín Lisieux ở với chúng con. Tuy nhiên, con bằng lòng hy sinh mọi nhẽ, phó dâng tương lai chị mặc ý Chúa xe định. Như Chúa muốn chị phải tu ở chốn sơn cùng thủy tận, ở góc bể chân trời, con cũng vui lòng, miễn là chị nên bạn trăm năm Chúa như con thì thôi. Leo thế gian, qua những nguy hiểm mà con chưa từng có biết. Với chị, con có thể nói con có tình yêu thắm thiết như của người mẹ. Con tận tâm ân cần lo lắng tới linh hồn chị. Một lần kia, chị phải theo mợ và mấy em đi dự buổi dạ hội theo lối đời. Không hiểu sao khi ấy lòng con buồn bã hơn mọi lần. Nước mắt ứa ra chan hòa. Con van nài Chúa can thiệp đừng để chị nhảy đầm. Đã xảy ra rất đúng. Chiều ấy, người chẳng để vị hôn thê nhỏ người nhảy được. Tuy mọi khi chị nhảy rất nhã nhặn có duyên, cả anh chàng vào đôi cùng chị cũng chỉ đờ ra đấy. Anh ta chỉ biết đi theo một cách rất đạo hạnh nết na, làm tất cả cử tọa phải ngạc nhiên bỡ ngỡ. Cả anh chàng vào đôi cùng chị cũng chỉ đờ ra đấy. Anh ta chỉ biết đi theo một cách rất đạo hạnh nết na, làm tất cả cử tọa phải ngạc nhiên bỡ ngỡ. Sau đó,
ông công tử đỏ mặt lủi mất. Cho đến lúc tàn cuộc, không thấy ra mặt nữa. Câu chuyện có một này càng làm mạnh mẽ lòng con cậy trông Chúa, càng chứng tỏ Chúa cũng yêu đương chị lắm. Người đã in dấu người trên trán chị. Cha Trinh Nữ qua đời. Ngày 29 tháng 7 năm sau, là ngày thử thách đã đủ. Nhân đức đã chọn, Chúa gọi cha về thiên đàng. 2 năm trước qua đời, cậu đã giữ cha ở nhà cậu. Ân cần coi sóc tuổi già đau ốm của cha rất tận. Ân cần coi sóc tuổi già đau ốm của cha rất tận nghĩa tận tình. Vì bệnh nạn đau yếu quá, chót kỳ bệnh, cha chỉ đến thăm các con cha được 1 lần. Thương hỡi, cái lần cha con gặp gỡ ấy đau đớn bi đát dường nào, con chắc mẹ chưa quên được. Khi từ giã các con lạy cha rằng tạm biệt cha già yêu dấu. Cha liền ngước mắt lên trời, giơ ngón tay chỉ một lúc dường như chẳng biết nói lại làm sao, chỉ ứa nước mắt ra mà rằng, cha con có gặp nhau nữa, chỉ gặp ở trên trời. Nay cha đã về nhận phước thiên đàng rồi, những việc chị Celine phải làm để báo hiếu cha yêu dấu cũng xong. Chị đã là thiên thần an ủi Chúa. Chị Celine cũng chỉ ước ao mong mỏi bỏ thế gian bay về núi Ca Mồ. Xong, khỏi dây này lại vương dây nọ. Điều ngăn trở cứ thấy tứ bề ràng rịt, hầu chẳng còn đường để gỡ, hay gỡ càng thêm rối. Vậy một sáng kia, sau chịu lễ con đã thở than cùng Chúa Giêsu rằng, lạy Chúa, Chúa biết lòng con ước ao chớ gì vì những gian nan đau khổ cha con đã phải chịu trong hồi đau ốm mà được khỏi giam phạt trong lửa giải tội. Ôi! Con ước ao được biết Chúa có khứng nghe lời con cầu xin chăng? Con chẳng dám nài xin Chúa phán bảo sự ấy. Một xin Chúa ban dấu này làm chứng là lo cho chị Celine con được vào ở nhà này cho chóng. Chúa biết chứng là lo cho chị Celine con được vào ở nhà này cho chóng. Chúa biết chỉ còn chị phản đối việc đó. Vậy nếu dày đi chị ấy không phải đối nữa. Con tin là dấu Chúa đoái nghe lời con cầu xin và hiểu là cha con đã được về thiên đàng ngay. Ôi! Lòng Chúa thương xót vô lượng vô biên. Chúa khứng nghe lời ta cầu xin lắm lắm. Người cầm trong tay lòng mọi người. Người muốn uốn nắn ngã nào tùy ý. Người đã đổi hẳn thái độ chị cố làm ngăn trở việc chị Celine vào dòng. Sau cám ơn chịu lễ, vừa bước ra khỏi nhà nguyện, con gặp chị ấy trước hết. Đôi mắt ngấn lệ. Chị gọi con mà nói mình hết lòng ước ao chị Celine vào ở trong nhà này cho chóng. Và một ít phép mẹ mở cửa Ca Mồ đón chim câu lạc về tổ. Hôm ấy là ngày 14 tháng 9 năm 1894. Chị Celine vào dòng đổi tên là Genevieve La Saint-Fay. Giờ đây con chẳng còn mong mơ ước muốn gì nữa. Con chỉ ước mơ say sưa trong lửa mến yêu Chúa Giêsu cho phải lòng phải trí. Thật thế, chỉ có lòng kính mến Chúa chiếm đoạt lòng con thôi. Con chẳng ước ao đau khổ nữa. Con chẳng ước ao chết nữa. Tuy dù con vẫn yêu quý cả hai. Từ lâu con đã quen gọi đau khổ và chết là sứ giả đem tin mừng. Được gặp gian lao tân khổ như thế, con cầm mình như đã tới áp cửa trời. Thuở còn nhỏ, con đã tin rằng hoa mọn thác làm hướng đạo, chẳng còn la kinh nào khác. Con chẳng biết cầu xin gì cho sốt sắng được nữa, trừ sự cầu xin được giữ vuông tròn thánh ý Chúa nơi linh hồn con.
con đã có thể ngâm nga bài ca của cha thánh do An Thánh giá rằng: trong phòng kín của bạn tình trí thiết, đầy rượu ngon, ta uống, uống no say. Lúc bước chân ra tới cánh đồng này, bầy chiên chăn nãy đâu rồi? Không biết. Hồn ta lưu luyến đứng bên cạnh bạn. Bạn tình ta, ta tiếp đãi thiết tha. Đoàn chiên chăn với việc cửa nhà ta bỏ hết để say sưa tình ái. Rút kinh nghiệm ta nhận thấy rõ. Trong muôn việc, không biết. Hồn ta lưu luyến đứng bên cạnh bạn. Bạn tình ta, ta tiếp đãi thiết tha. Đoàn chiên chăn với việc cửa nhà ta bỏ hết để say sưa tình ái. Rút kinh nghiệm ta nhận thấy rõ. Trong muôn việc, tình có sức lạ thay. Khéo lợi dụng cái dở lẫn cái hay. Khéo đổi cả hồn ta thành chất ái. Ôi! Thưa mẹ! Biết đàng mà kính mến Chúa, thì dịu dàng êm ái chừng nào. Đường tình ngon ngọt lắm lắm. Đành rằng người ta còn thể lỗi lầm sa ngã. Nhưng hễ có tình yêu, có lòng mến Chúa, người ta sẽ biết cách xoay sở. Chẳng những biết lợi dụng lại biết chiếu vào tâm hồn con biết bao quang tuyến. Khi con tới tuổi 17, 18 con chỉ biết nuôi mình bằng những của ăn ngon lành tích chứa trong các sách ấy. Nhưng đến sau, khi đọc tất cả những đấng dẫn đàng nhân đức, con chẳng còn biết cảm hứng chút nào. Lòng khô khan như đất ruộng cạn, tới nay vẫn còn nguyên cái tâm trạng khô nhạt ấy. Như nay mà cầm đọc một sách dù rất hay, rất sốt sắng, lòng con sẽ xe lại ngay và đọc chẳng hiểu. Hay có hiểu thì trí khôn cũng chẳng thể suy gẫm cho sâu xa thấm thía được. Trong khi bất lực ấy, con chỉ còn sách Kinh Thánh và Gương Phúc để an ủi lòng. Ở hai kho tàng châu báu này, con tìm được của ăn ngon bổ và tinh sạch dường như mana kín nhiệm vậy. Như mana kín nhiệm vậy. Con lấy sách Phúc Âm làm quý nhất để nguyện gẫm. Trong đó tâm hồn đói khát này cần dùng gì đều có hết. Càng ngày càng thấy sáng ra những nguồn sáng mới, những tình ý sâu nhiệm và kín đáo. Con hiểu và nghiệm thấy nước Đức Chúa Trời ở giữa chúng ta. Chúa Giê-xu không cần phải có sách hay có thầy mới dạy dỗ các linh hồn được đâu. Chính Người là thầy trên hết các thầy, dạy mà chẳng cần phải nói. Con chưa nghe thấy Chúa nói bao giờ, nhưng con biết thật Chúa ngự trong mình con. Người hằng soi sáng và dẫn dắt con. Nếu một khi phải cần sự sáng mới lạ để nhận biết điều gì, con liền thấy có ngay. Những ơn soi sáng đó, con thường không được trong giờ nguyện gẫm cho bằng được khi làm việc. À, thưa mẹ, sau những ơn Chúa ban đó, lẽ nào con chẳng đồng thanh hiệp giọng cùng vua thánh David mà chúc tụng ngợi khen Chúa rằng Chúa là đấng cực khoan cực nhân, Chúa là đấng chí lân chí ái. Con trộm nghĩ nếu loài người hết thảy đều được ơn Chúa xót thương như thế, việc chi còn có kẻ khiếp sợ Chúa, chẳng say sưa yêu mến Chúa cho phỉ tình phỉ dạ. Cho đã lòng con thảo tôi ngay, quả là vì yêu mến chớ không phải vì khiếp sợ mà linh hồn chẳng dám phạm tội dù rất mọn khi đã kịp suy. Nhưng con lại hiểu các linh hồn không lẽ giống nhau được. Phải có kẻ thế này, người thế khác. Có đẳng nọ cấp kia để các linh hồn theo đẳng cấp mình mà tôn thờ ngợi khen những thể dụng về tính Đức Chúa Trời khi ngắm những thể dụng khác trong bản tính Thiên Chúa. Con thấy thể dụng nào cũng ánh tình yêu rất rào rạt, chính phép công thẳng Chúa lại càng thôi thúc ta tin cậy ở lòng Chúa thương yêu hơn các thể dụng khác.
khi ta suy Chúa công thẳng vô cùng, lòng ta hứng vui khoan khoái dịu dàng biết bao. Chúa có công bình, mới xét ta là loài mong manh hèn sức yếu đuối, mới thấu tỏ tính loài người giòn mỏng suy nhược. Như thế thì sợ chi mà sợ. Chúa công bình vô cùng đã khứng thứ tha các tội lỗi người dai phung phá cách tận tình thương xót. Há chẳng công bình mà thứ tha cho con hèn mọn này ngày đêm hằng ngồi kề bên Chúa sao? Của lễ tình yêu. Năm 1895, Chúa cho con càng hiểu thấu hơn khi nào hết kề bên Chúa sao? Của lễ tình yêu. Năm 1895, Chúa cho con càng hiểu thấu hơn khi nào hết. Lòng Chúa khát khao mong được người ta kính mến. Ngày kia, khi con suy về những linh hồn hiến thân làm của lễ tế sống để đền bồi phạt tạ phép công thẳng Đức Chúa Trời và ngăn cơn nghĩa nộ Chúa công phạt người tội lỗi, những linh hồn siêu quần bạt chúng ấy nguyên chịu hết các hình phạt kẻ tội lỗi đáng chịu. Con lấy sự tế lễ mình như thế làm cả thể và quảng tâm độ lượng lắm lắm. Nhưng con thấy lòng con chưa có chút gì ước ao dâng mình như vậy. Khi ấy, con lấy hết tính thật thà than thở cùng Chúa rằng: Lạy Chúa tôi, phải chăng chỉ con lấy hết tính thật thà than thở cùng Chúa rằng: Lạy Chúa tôi, phải chăng chỉ có phép công thẳng Chúa mới được nhận của tế lễ đền bồi phạt tạ? Còn lòng yêu dấu vô cùng của Chúa chẳng cần phải tế lễ sao? Đâu đấy chẳng đoái hoài xá kể lòng Chúa thương yêu mình. Ôi mỉa mai thay, nhưng tấm lòng Chúa muốn tỏ tình với, lại để lòng trìu mến vật hèn hạ thế gian, cầu cạnh chút phù vân thế phước, chẳng phó chọn mình vào tay nhân lành Chúa để nhận lấy ngọn lửa kính mến thiêu đốt cách rất dịu dàng êm ái. Lạy Chúa tôi, phần loài người chúng tôi ngẩn ngơ vô tình bạc bẽo thể ấy, mà phần Chúa có đành hãm lửa yêu dấu ấy lại nơi trái tim Chúa chẳng? Tôi tin rằng phải mang hồn ấy lập tức, lòng Chúa sẽ thấy khoan khoái nhẹ nhàng vì chẳng còn phải nén lửa tình mạnh mẽ vô cùng trong trái tim hoài. Nếu phép tắc uy nghi công thẳng Chúa chỉ để đối phó cùng loài vô nhân bất nghĩa trên mặt đất thôi, mà còn muốn tung sở ra cho hả lòng nghiêm khắc, thì huống nữa lòng yêu thương vô cùng Chúa lại chẳng muốn mở tung ra cho bốc bừng bừng mà thiêu đốt các linh hồn yêu dấu làm sao? Vì chưng lòng từ bi lân ái ấy rất cả thể, chẳng những tràn ra lênh láng cả thế gian lại tràn ngập hết cõi thiên đàng cao cả. Lạy Đức Chúa Giêsu, chớ chi thân mọn này được phúc dâng mình tế lễ Chúa như vậy. Xin Chúa lấy lửa kính mến Chúa mà thiêu đốt nung nướng của lễ hèn này cho tiêu tan tận tuyệt. Thưa mẹ yêu dấu, thưa mẹ yêu dấu, mẹ đã dạy vẽ con cho biết dâng mình tế lễ Chúa cách riêng thể ấy. Mẹ cũng biết những ngọn lửa yêu mến, hay phải hơn, những nguồn ân dẫy lên như biển cả tràn trề vào tâm hồn con. Từ ngày 9 tháng 6 năm 1895 ngày con đã dâng mình tế lễ tình yêu dấu Chúa. Ôi từ ngày ấy, lửa kính mến thấu nhập lòng con mạnh lắm, vây phủ tứ bề từng giây phút. Lửa tình ấy hằng luyện lọc con nên mới mẻ tinh sạch trắng tốt, chẳng còn để sót lại lòng vết tích gì tội lỗi. Không, con chẳng sợ lửa luyện tội đâu. Con biết mình chẳng đáng vào luyện ngục cùng các linh hồn thánh thiện, nhưng con cũng biết lửa yêu mến có sức thánh hóa các linh hồn hơn lửa luyện ngục nhiều. Lại Chúa chẳng để ta phải khổ vô ích và chẳng mở lòng con mơ ước những sự mà Chúa chẳng muốn ban cho như lòng sở nguyện. Thưa mẹ yêu dấu, đến đấy là tất cả những sự mà con có thể nói về cuộc đời Teresa mọn của mẹ.
cuộc đời ấy thế nào? Chúa đã xử đối làm sao chắc mẹ hiểu rõ hơn nó nhiều hơn ai hết. Bởi vậy đọc chuyện Teresa về quãng đời tu mà thấy tóm tắt quá, đứa nhỏ này sẽ kết liễu thế nào? Có lẽ sẽ bị hái lúc còn đang xuân tươi, hay sẽ bị đánh đem trồng nơi trời khác đất khác? Lẽ nào đó chẳng rõ, nhưng con biết chắc rằng hoa ấy đem đi đâu thì tình yêu hải hà Chúa cũng theo đi đấy. Hoa ấy chẳng khi nào dám quên ơn kẻ đã tiến, đời nó sẽ vui sướng vì được là hoa trong muôn hoa kết tầng triều thiên của mẹ. Đời đời nó sẽ đồng thanh cùng mẹ yêu dấu mà hát réo rắt những bài ca tình nghĩa.